Ui giời. Ui giời, thế là mất hút. Địt. Đấy, đuổi theo vô. Vô. Vô xích đầm. Đây. Anh em thấy thực tế loa đây. 1 2 3 loa. Nó đóng ở đây cách loa chắc nó chỉ rơi tầm khoảng 3 4 mét thôi. Nói chung là có chim vánh là được anh em. Màn trích này thì hiện tại vẫn đang khá là ăn chim. Lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm. Đấy, buổi chiều ngày hôm nay thì ra cắm lưới cũng chuẩn bị bật loa đài anh em. Thì mắc được con bìm bịp vào lưới anh em nhé. Đánh ở đợt sườn đồi này lợi thế đó anh em. Đây, con bìm bịp to đấy. Đấy, tay lưới 7 phân anh em. Hiệu quả. Bìm bịp ấy. Nói chung là bìm bịp rồi những cái loại to to vào cái dòng lưới này là chết hết anh em. Đấy, thời điểm này anh em nào cần một cái mẫu lưới tiêu chuẩn để đánh cuốc biển đấy, cũng như là những cái dòng chim đêm khác ấy, thì anh em liên hệ cho em số điện thoại mua lưới thì em để ở góc màn hình video ấy. Ở đây thì nó sẽ ăn được những cái hướng, ví dụ hướng dưới này lên, hướng dưới thì bàn dưới có một đối thủ đánh đấy, còn bên trên đây này, luồng trên khe đập về này. Ở đây thì nó chỉ có hai khe chính thôi, đa số là hướng ở đông bắc với cả hướng bắc. Hướng bắc để trên nó có đập, đập đấy thì khả năng nhiều chim lưu quánh thì nó ok, cầm đéo được. Có bìm bịp vậy. Khởi động phát là làm con bìm bịp ven lưới nhuộm đen này thì còn những con chim nó không nhìn thấy nhỉ, đánh vào là chết ngay. Ui giời. Ui giời, thế là mất hút. Địt. Đấy, đuổi theo vô. Vô. Đấy, đấy, đấy. Nhìn thấy chưa? Ông phải đuổi nhanh vào thì nó dậm vào thì nó mới chúi, không thì nó phục phục lên. Đấy. Như thế đuổi theo mà vô thôi, nó đéo lên được đâu. Tuyệt lắm, cái lũ này người ta. Hôm nay chạy một lúc bị yếu lại bắt được. Đấy, bìm bìm này thì nó giống như là đã kiểu hoảng rồi, dễ bắt anh ạ. Vẫn được. Đấy, tối nay đánh được chích thì quay cho anh em xem nhé. Đấy, còn không thì sáng mai sẽ cập nhật kết quả, bởi vì đêm hay phải trực bạc kia, một người chạy đây nhiều khi không quay được anh nhé. Các bác xem video thì cứ đăng ký kênh. Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Buổi sáng thì vừa mới đi gỡ chim cũng như là đánh vạc xong, bây giờ ra đánh bản chích anh ạ. Thế hôm nay te thì được khá khá này, te được 4 con đấy, vạc 1, rẽ được 6 đấy. Còn bây giờ ra trích thì không biết là nó có được thêm nhiều không đấy. Thời điểm này anh em có nhu cầu sử dụng về cái dòng lưới chuyên đánh cuốc biển này thì anh em liên hệ nhé. Số điện thoại mua lưới thì em để ở góc màn hình video đấy. Còn tiếng thì anh em mua đồ bên nhà em này em hỗ trợ đấy, tiếng thì có thể hỗ trợ cho anh em qua Zalo. Cái thứ hai nữa là anh em có thể là đặt mua lấy cái USB ấy, thì tải vào thì đánh nó yên tâm. Qua thêm 100 mét lưới 7 phân kia không biết ở phía bên có được không. Cái thời tiết thì đang mù rời quá, máy quay thì quay hơi kém anh ạ, chất lượng hơi kém đấy. Anh em xem bây giờ thông cảm. Cái này được nhìn võng anh nhỉ. Ô, cái đấy xoắn lưới bò sang này. Ui, cỏ dính kìa. Như được thật. Đi sát bên đấy đi. Ui, mấy hôm nay mới được con lòng đỏ anh ạ. Đấy, chích già đấy. Cuốc biển. Sao? Hả? Cỏ đau nhỉ. Chích đi. Cuốc biển. Ôi con đóng này. Lưới đánh cuốc biển này thì có mẫu lưới mắt 7 và mắt 8 anh em nhé. Đấy, quan trọng là anh em đánh thì nó đóng được con chim như này này. Ui con này béo nhỉ. Ra đánh cuốc biển thì anh em chơi một toa 10 thôi, hoặc là hai toa 10. Đấy, một loa chất kèn là được. Chất kèn là
đang đánh với lại chỗ khu vực đằng sau đây dính mấy con cò. Cò thịt đã đủ ăn. Đây tay lưới cũ từ vụ tháng 3 anh ạ. Bên kia tay lưới mới. Gỡ hết cò thịt vứt tủ thế này. Nó gỡ hết cò thịt tích tích tủ. Nó thằng đang giả 10.000 một con này. Thiếu gì? Con lại. Dưới bên đấy chiều nay phải ra rốn lại chú ạ. Nói chung là cũng ổn định anh ạ. Đấy, cũng được gần chục rẽ. Đấy, luồng này năm nay tự nhiên mất rẽ ở đuôi xòe anh ạ, kém. Còn có lép này thì đánh thì có lép này chắc có lúc là thích đánh thì đánh được ngay anh ạ. Khả năng tối phẹt ít co nhỉ. Khả năng tối phẹt ít co nhỉ. Mệt đéo không? Cứ được tiền là gỡ. Đâu xích đầm. Đây. Anh em thấy thực tế loa đây. 1 2 3 loa. Nó đóng vào đây cách loa chắc nó chỉ rơi tầm khoảng 3 4 mét thôi. Nói chung là có chim vánh là được anh em. Bản trích này thì hiện tại vẫn đang khá là ăn chim. Đầu vụ đánh cả mòng đỏ, mòng đen các kiểu. Đấy con lưới đây, thực tế lưới thì anh em thấy lưới thịt nó nhiều này mà. Còn anh em mua lưới bên cơ sở nhà em đánh thì yên tâm. Đấy, thịt lưới rất là nhiều. Độ mặt lưới chắc. Đấy. Còn số điện thoại mua lưới hoặc loa đài thì em để ở góc màn hình video ấy. Còn như một tay lưới như thế này thì giá tiền của nó chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi. So với con trích bây giờ thì anh em biết không? Con trích cái giá khá đắt, tiền hơn trăm một con thôi. Đấy. Ngày thứ hai nữa là đánh thì bây giờ nó mới gọi là loạt đầu vụ. Đấy, cũng bọn em đánh được hơn 20 rồi. Đấy, tiếng ok hết rồi. Đấy, thì anh em nào cần tiếng hoặc là loa đài lưới thì liên hệ vào số điện thoại để góc màn hình video. Số đấy thì có cả Zalo luôn. Đấy, còn năm nay thì được cái ra bản tiếng nào thì đánh con chim cũng ăn. Từ con te này, con rẽ này, con vạc này, con trích anh em. Đấy, nhưng nhà em không bán tiếng. Gọi là chỉ hỗ trợ cho anh em đánh kinh tế thôi. Đấy, anh em mua lưới là đã có tiếng rồi. Còn nhiều khi anh em quý nhau không mua lưới chỉ cần nhắn tin và đã có tiếng rồi. Đấy, chim đánh thì nó cứ sàn sàn như này thôi. Đó. Thì tính ra ngày cũng được gần triệu anh ạ. Con trích được 120 rồi, con vạc 100 là 220, chục rẽ 300 nữa đi. Cả bốn con te. 5-700 là dễ kiếm anh ạ. Còn rất ngày nữa đánh nhặt thêm chục con rẽ nữa thì cũng được. Ok các bác nhé. Các bác xem được video thì cần đồ đánh thì các bác liên hệ cho em. Số điện thoại để ở góc màn hình video. Chào các bác đây.